Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Tàn Chi Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Phần thứ 23, hồi thứ 25, Lôi Thiên Kinh Địa. Thì ra lúc quái nạp Mộc Thông bị Chí Tôn thò hữu trưởng chộp vào lưng, trong lúc hốt hoảng, lão ma đã tránh né phóng đi, buông tuột thắt lưng để rơi nửa mảnh ô mộc bảo lục. Chính lão ma vì quá kinh hoàng nên không hay biết gì cả, nếu không có thể lão quay lại quyết chết sống một trận cùng Chí Tôn rồi. Ngó thấy nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quyết, Chí Tôn kích động đến rúng cả toàn thân. Chàng không ngờ món di vật của sư môn lúc lâm chung còn chối chăn cẩn thận, mà hôm nay tình cờ chàng thu hồi lại dễ dàng như thế. Chí Tôn khẽ cúi xuống nhặt nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quyết lên. Chàng đứng sững sốt suốt giờ lâu, mang một tâm trạng khó tả. Giá chàng không nhanh tay chộp được thắt lưng của quái nạp Mộc Thông để lão ma chạy thoát. Trời cao đất rộng, từ đây không biết đến bao giờ chàng tìm ra tung tích hắn lần thứ hai. Quả là một cơn ác mộng vừa mới trôi qua. Bây giờ Chí Tôn giơ hai tay phổi bụi bám đất cát dính khắp thân mình. Xong xuôi, chàng giơ nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quyết ra xem. Nhờ cặp mắt thần sáng tựa dạ minh châu nên tuy trong hang dày đặc bóng tối nhưng Chí Tôn trông thấy dễ dàng. Chàng nhận ra chiêu trên mảnh ô mộc này có ghi rõ 5 đường chiêu võ công tuyệt thế, liền đọc qua những hàng chữ chi chít ở dưới, cảm thấy vô cùng rắc rối khó hiểu. Nếu không ghép nửa mảnh ô mộc bảo lục chân giải thì cho dù một đại kỳ nhân có bộ óc thần quái cũng khó mà hiểu được. Chí Tôn tự nhủ, hay là tốt hơn ta nên rời khỏi hang động lão ma này, tìm một nơi thâm sơn củng cốc vắng tuyệt bóng người, tham cứu 5 món võ công tuyệt thế này có lẽ tiện hơn. Nếu ở lâu, sợ e lão ma tìm cách lấp cửa động thì chừng ấy quả nguy hiểm cho ta vô cùng. Nghĩ xong, Chí Tôn dắt nửa mảnh ô mộc bảo lục vừa chiếm được của quái nạp Mộc Thông vào mình. Chàng quay lại đường hang cũ trở ra. Nhưng đến chỗ cũ thì Chí Tôn đã thấy cửa hang đã bị lấp từ lâu, bóng tối dày đặc không một ánh sáng lọt vào. Chí Tôn đưa tay sờ lên vách đá, nghe cứng rắn tựa đồng. Chàng phát sinh lo ngại trong lòng. Lúc bấy giờ phía trước không ngó tháo ra, đường sau đã bị phá hủy. Nhất thời Chí Tôn cảm thấy bối rối. Chí Tôn lẩm bẩm, lão ma này quả thật hiểm ác. Hắn định lấp cửa hang cho ta, nếu không chết ngộp thì cũng dã thây vì đói dưới động này. Bây giờ ta phải làm sao để thoát thân? Xạ cặp kỳ quan nhìn quanh động đá, bất giác Chí Tôn thở dài. Chàng biết trong hiện tại muốn thoát ra ngoài là một chuyện khó rồi. Bốn bề vách đá liền nhau như một cái hộp khổng lồ vô cùng kiên cố. Cho dù công lực chàng đã tột bậc đẩy núi rời sông, nhưng Chí Tôn đành bó tay không làm sao xô ngã được. Chàng vận nhãn lực tột độ, đi lại vòng quanh động đá mấy lượt, đưa tay sờ vào vách trơn liền xem có gì lạ chăng. Theo chàng, quái nạp Mộc Thông đã nhờ một cái nút nào đó mở cửa hang thoát ra ngoài rồi đóng lại trước khi bôn tẩu. Nhưng Chí Tôn đã tìm khắp nơi mà chẳng hề thấy một điều gì khả nghi là cơ quan mở cửa vách đá. Thất vọng, Chí Tôn trở về chỗ cũ ngồi xuống nghĩ ngợi miên man. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, Chí Tôn ngồi tựa lưng vào vách đá, nghĩ đến phương cách thoát khỏi động nhưng hoàn toàn vô hiệu. Chàng đành bó tay đưa mắt nhìn quanh rồi buông tiếng thở dài chán nản. Thật lâu chợt nghĩ ra một cách. Chí Tôn đứng dậy dồn 10 phần công lực vào hữu trưởng, nhắm ngay vách đá đẩy mạnh một ngọn cản ngân chân cang. Ầm, một tiếng nổ rung rinh cả mặt đất. Toàn động chuyển mình lắc lư không ngừng như hồi địa chấn. Mấy tảng đá bị chưởng quật nhằm rơi xuống ầm ầm, nhưng chẳng hề thấy ánh sáng bên ngoài lọt vào chút nào cả. Chí Tôn lại vận dụng toàn bộ công lực lên tả trưởng đưa ra. Ầm ầm, lại thêm hai tiếng nổ tựa sấm. Từng khối đá lao đi vùn vụt trong hang nhưng rồi vẫn im lìm như cũ. Tuyệt vọng, chàng nghe bụng đói như cào, trong cổ họng khô khát lạ lùng, nhưng làm sao tìm được thức ăn và nước uống. Lương khô mang theo lưng mấy hôm rồi đã hết sạch, chàng đã nhịn từ một ngày qua. Tuy công lực có thừa nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc Chí Tôn đành thúc thổ. Chàng nghĩ tới cái chết trong hang động mà sủng mình. Chợt nhớ ra nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quyết mà chàng vừa đoạt được của quái nạp Mộc Thông. Chí Tôn lộ trên nét mặt một sự vui mừng, chàng tự nhủ. Ồ, hay là ta cứ đem hai mảnh ô mộc bảo lục chân giải và ô mộc bảo lục chân quyết ghép lại xem sao. Chí Tôn thò tay vào lưng móc nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quyết, rồi tháo nửa mảnh ô mộc bảo lục chân giải ghép lại hình long nguyệt. Chàng đọc mấy dòng chữ trên ấy. Tuy trong hang động tối om nhưng nhờ hai luồng kỳ quan sáng tựa như dạ minh châu, Chí Tôn đọc những dòng chữ rất dễ dàng. Chàng thấy chữ lớn đề khắc 5 ngọn trưởng pháp tuyệt diệu tên là Lôi Kinh Thiên Địa, Lập Trưởng Đổ Long, Thu Phong Lạc Diệp, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công. Dưới mỗi danh hiệu của quái trưởng này đều có lời chú giải vỏn vẹn 4 câu khẩu quyết vô cùng sâu xa khó hiểu. Chí Tôn nhẩm đi nhẩm lại đến 10 mấy lượt vẫn chưa hiểu ra sao cả. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn không nản lòng, chàng hết sức cố moi tìm trong trí một tia sáng của những câu khẩu quyết đó. Vì dẫn lực phi thường có 5 ngón võ công thần quái, Chí Tôn tạm thời quên lãng đi cơn đói khát đang hành hạ cơ thể. Chàng tập trung toàn bộ tinh thần vào trưởng pháp Lôi Kinh Thiên Địa, quyết tìm cho kỳ được sự mầu nhiệm của nó. Đọc kỹ qua 4 dòng khẩu quyết của nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục chân giải, Chí Tôn tự thấy lờ mờ ánh sáng trong huyền diệu đó. Chàng định thần trí nhắm nghiền hai mắt lại, ngưng tụ tinh hoa vũ thuật, tìm tòi suy nghĩ một chập lâu, từ từ cảm thông 4 câu khẩu quyết. Chí Tôn bật kêu lên: đã có hy vọng rồi! Càng nghiền ngẫm, Chí Tôn lại càng thấy trưởng lực Lôi Kinh Thiên Địa quả thật vô cùng huyền diệu. Sức mạnh của nó không một vũ bão nào sánh nổi. Trải qua một thời gian thật lâu, không biết bao nhiêu thời khắc, Chí Tôn đứng đấy, vẻ mặt chàng hết sức hoan hỉ, toàn thân rung động lên. Mồm chàng lẩm bẩm mấy câu khẩu quyết, thần trí mở rộng dần dần. Trước mắt chàng một bầu trời huyền bí hiện ra. Thời gian lại trôi đi một chập lâu nữa. Đột ngột, Chí Tôn nhảy chồm tới, mồm ré to lên một sự hoan lạc vô hạn. Ồ, thế này quả thật đúng rồi, trưởng pháp Lôi Kinh Thiên Địa nhất định là như vậy, chứ chẳng còn sai lệch chút nào cả. Vậy ta cứ theo đấy thực hành thử xem sao. Chí Tôn chợt nhớ đến 2 độ kỷ duyên trăng nuốt nội đơn Ngưu Long Giao tại Nhiệt Long Đảm và Thiên Bằng Thái Noãn ngoài hải đảo Ô Thạch đã tăng nội lực chàng lên đến 150 năm. Một nội khí tối thượng cho sự luyện thành trưởng pháp Lôi Kinh Thiên Địa. Giá nếu lúc bấy giờ Chí Tôn chưa gặp được cái công lực ngàn năm khó có trên trốn võ lâm đó, thì chàng dù hiểu suốt sự huyền bí trưởng pháp Lôi Kinh Thiên Địa, nhưng nhất định không thể nào phối hợp chiêu cách tuyệt thế đó, luyện thành trưởng phong tối thượng và phát huy toàn bộ oai lực kinh thiên động địa của nó. Bởi vậy hiện tại trên mặt võ lâm, những trưởng pháp cực diệu này ngoài Chí Tôn ra, dù lãnh hội được sức nhiệm màu của Lôi Kinh Thiên Địa, các tuyệt thủ cũng khó mà đạt được thành công trọn vẹn. Một chiêu đầu trong Ô Mộc Bảo Lục chỉ mới một thời gian ngắn ngủi mà Chí Tôn đã triệt thấu một cách chân tưởng, quả thật trời sinh ra kỳ tài trong giang hồ, không thể nào đo lường trước được. Thêm vào Chí Tôn đã có sẵn cái oai lực 2 ngón võ công tuyệt thế Càn Ngươn Chân Căng và Lưỡng Cực Chân Ngươn, phối hợp với sức mạnh của các cách chiêu trong Ô Mộc Bảo Lục, cái uy vũ của trưởng lực Lôi Kinh Thiên Địa này quả thật khủng khiếp, có thể khiến cho trời đất đổi màu. Nỗi vui mừng khôn tả trong sự thành công quái trưởng Lôi Kinh Thiên Địa làm cho Chí Tôn quên bẵng đi không hiểu mình đang ở nơi nào, đồng thời cũng không còn nhớ tới cơn đói khát đang hoành hành trong cơ thể. Sau khi nghiền ngẫm thấu triệt huyền vi của trưởng pháp Lôi Kinh Thiên Địa, thân hình Chí Tôn xê dịch ra ngoài 5 trượng. Chàng ngắm nghĩ một hồi để quyết định phương vị tấn công. Chí Tôn nhìn quanh vách đá rồi định 2 luồng kỳ quan ngay đáy động, mồm lẩm bẩm: hay ta thử quật một chiêu Lôi Kinh Thiên Địa xuống đáy động xem sao. Tức thì tả hữu trưởng của Chí Tôn giơ lên quay chéo lại với một tốc độ quái dị chưa từng thấy trên mặt võ lâm. 2 luồng kình phong long trời lở đất từ trưởng trung của Chí Tôn cuồn cuộn phóng ra, nhắm ngay đáy động ảo tới. 2 tiếng chấn động vang trời tựa sấm nổ sát đỉnh đầu nổi lên. Đột nhiên đã thấy trưởng phong Lôi Kinh Thiên Địa đánh thủng đáy động, từng khối đá bay huỳnh huỳnh trong không khí, cắt bụi tung mịt mù. Hang động chuyển vang từng hồi chẳng khác đang địa chấn, vách đá rung lên rầm rập chẳng phút nào ngừng. Toàn động ầm ĩ chớp nhoáng như trời mây đang lúc báo tố hãi hùng. Đồng thời Chí Tôn thấy áp lực kinh hồn của Lôi Kinh Thiên Địa xoáy lốc cả màng tai, tưởng chừng bị xé tét. Trong lúc tinh thần chàng chấn động đến không còn có thể đứng vững, loạng choạng tháo lùi ra sau nửa trượng, đánh huỵch vào vách đá té ngồi xuống. Chàng cảm nghe khắp cơ thể đều ê ẩm, chó lòa, hai mắt hơi thở dường như bị bế tắc, các huyệt đạo như ngưng động lại. Chí Tôn có cảm tưởng cả toàn động có thể bị sụp đổ tan tành, thân xác chàng sẽ bị vùi chôn dưới muôn ngàn khối đá khổng lồ. Quả thật là khủng khiếp, kình phong theo đó cũng biến tan dần. Bây giờ Chí Tôn mới định thần trí, mở tròn hai mắt xạ nhãn sáng rực, thoạt tiên nhìn ngay đáy động, nơi mà chàng vừa quật 2 trưởng Lôi Kinh Thiên Địa. Bất giác Chí Tôn reo to: ta sống lại rồi! Thì ra nơi đáy động bị trưởng Lôi Kinh Thiên Địa quật tốc mấy khối đá khổng lồ, bày ra một cái cửa hang bề dài có tới 2 trượng. Một luồng sáng từ ngoài hang đá chảy tràn vào, cho biết ánh bình minh vừa dựng hé ở chân trời. Qua một đêm dài, Chí Tôn bị nhốt trong động đá, mất hẳn sinh khí của trời đất. Bây giờ trông thấy ánh sáng của ban mai, chàng có cảm tưởng như mình sắp chết đuối giữa bể khơi vừa phóng được lên bờ. Chí Tôn dắt hai mảnh ô mộc bảo lục vào mình rồi nhấc toàn thân phóng ra ngoài động đá chẳng khác một con chim vừa được xỏ lồng. Nhưng khi vừa rời khỏi huyệt động thì Chí Tôn đột thấy một tình trạng bất thường xảy đến cho chàng. Thân hình Chí Tôn rơi giữa khoảng không, phía dưới là vực sâu ngàn trượng, hơi khói mịt mù như mây đen cuồn cuộn bay vẩn. Thật là nguy hiểm muôn phần, vì Chí Tôn không đề phòng trước nên chàng chỉ phóng mình với một tốc độ 10 trượng mà thôi. Nhưng với Chí Tôn giờ đây công lực đã cao đến tột bậc, mặc dù trước sự hiểm nghèo chàng vẫn bình tĩnh quét mắt nhìn quanh, thấy bên cánh trái có một sườn núi xa xa có đến 50 trượng. Chàng liền vận toàn công lực theo ngón võ công tuyệt bậc của sư phụ là Thái Loan Ngự Phong, vột xoay ngang bể thế bốc mình theo làn khói nhẹ nhàng như làn tơ mỏng bay đến nơi. Thân hình Chí Tôn luồn giữa đám khói mây bay từ dưới miệng vực sông lên chẳng khác là hồn ma bóng quỷ vừa hiện về. Chỉ trong ánh chớp thời gian là Chí Tôn đã đến triền núi, chàng nhẹ nhàng đáp xuống trông vô cùng đẹp mắt. Chàng buông tiếng thở phào như vừa trút được một gánh nặng lo âu rồi quay lại nhìn dưới đáy vực sâu ngàn trượng. Hồi thứ 26, thiếu nữ áo đỏ. Bất giác chàng bật thốt, quả thật là nguy hiểm. Giá Chí Tôn không phải là một tuyệt thủ giang hồ, cái võ công thần xuất quỷ mạt thì chắc chắn đã rớt xuống đáy vực sâu ngàn trượng, rã rời cả thi thể rồi. Chàng nhìn về phía đống đá mà ngầm khen ngợi sự khéo léo lợi hại của lão quái ma quái nạp Mộc Thông. Theo sự bí mật của hang động ấy, nếu không có một kỳ ngộ sẽ khó lòng mà khám phá cho được. Ấy cũng nhờ cái chết của hai vị sứ giả Hải Âu và mấy tiếng giống hãi hùng của hai con quái thú Thanh Lang mà Chí Tôn mới tìm ra tung tích lão ma, chiếm lại được nửa mảnh ô mộc bảo lục để có thể hoàn thành cái di chí của sư môn sau này. Vươn vai hít khí trời ban mai trong sạch, Chí Tôn cảm thấy sinh lực tràn trề vào cơ thể, chàng khoan khoái vô cùng. Chàng phóng mình đi qua những mô đá nhọn hoắt như gươm, các cao thủ thường không thể nào vượt qua được. Thân pháp chàng nhẹ nhàng như làn khói lam vờn từ mỏm đá này sang mỏm đá khác. Chẳng mấy chốc Chí Tôn xuống khỏi ngọn núi chọc lưng trời, chàng thoăn thoắt tìm đường ra quang lộ. Chí Tôn nhớ ra chỉ còn 2 hôm nữa là đến kỳ đấu võ cùng vị cao đồ của Tây Nhạc Chi chủ Lăng Di Phong tại ngọn Vu Sơn trên đỉnh đồi thần nữ. Đột nhiên Chí Tôn thấy lòng chàng bâng khuâng lên, linh cảm báo trước cho chàng biết có điều chẳng lành xảy ra trong đêm đấu võ. Thời giờ đã quá cấp bách, chàng không còn giờ khắc để nghĩ đến nghiền ngẫm 4 đường chiêu thần quái trong ô mộc bảo lục để có thể trở thành một kỳ nhân đệ nhất võ lâm. Tuy nhiên chàng cũng đã thành công một ngón chưởng lôi đỉnh lôi kinh thiên địa, võ công chàng đã trội hơn xưa một phần. Chí Tôn đi mãi một lúc lâu có đến 50 dặm đường, cơn đói khát bỗng nổi dậy cồn cào. Chàng tìm suối mát bên đường ngụm nước uống, vừa đi thẳng vào một làng mạc cạnh khu rừng tìm nhà dân dã xin một bữa cơm. Lão gia chủ thôn trang ấy đón tiếp Chí Tôn ân cần và sai người nhà nấu cơm đãi đẳng chàng. Xong xuôi Chí Tôn cáo biệt lão gia chủ, chàng lại tiếp tục cuộc hành trình định thẳng đến núi Tây Nhạc sớm hơn ngày ước hẹn để gặp hai vị lão quái Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái Ngư. Một hôm vào buổi trưa, Chí Tôn đi đến thành Mạn Xuyên, lẩm nhẩm tính cuộc hành trình đến núi Vu Sơn. Còn thì giờ chàng liền thuê một căn phòng tại khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Nhưng Chí Tôn đã đi suốt 2 quãng đường mà chẳng hề tìm được một chỗ trọ. Chàng thất vọng định rẽ sang một ngõ khác thì thình lình bất chợt một bóng áo đỏ phớt qua nhẹ nhàng như mây chiều. Chí Tôn giật mình, chàng dùng một thân pháp tuyệt diệu theo sát sau lưng bóng áo đỏ ấy. Bóng áo đỏ không hiểu vô tình hay đã biết có kẻ đang ở sau lưng mình, đột ngột len lỏi vào đám đông người. Vì vậy Chí Tôn cũng phải đi chậm lại, không dám thi triển khinh lực sấm chớp vì sợ chạm vào đám người có chuyện lôi thôi. Chàng chỉ chậm chậm theo bóng áo đỏ cách khoảng 20 trượng, chẳng hề rời thêm một bước nào cả. Chàng sợ bóng áo đỏ lẩn mất vào giữa đám người sẽ không còn tìm ra được. Trải qua một đoạn đường, bây giờ người đi đường đã thưa thớt. Chí Tôn nhận ra đó là bóng người thiếu nữ có một thân hình diễm tuyệt. Người thiếu nữ áo đỏ bỗng tăng tốc độ nhấc mình nên đi mau như một làn mây mỏng lơ lửng giữa chừng trời. Thấy thế Chí Tôn bỗng trổ thuật khinh công cực ảo theo bén gót thiếu nữ. Không bao lâu đã đến ngoại thành vắng bóng người. Hai đằng kẻ trước người sau cách nhau không đẩy 10 trượng. Chí Tôn trông kỹ lại thấy thiếu nữ áo đỏ chẳng ai khác hơn là cô gái huyền bí mà có lần chàng gặp tại cánh rừng giả và từng lẻn vào tổng đàn Bách Ninh Hội cắt lấy thủ cấp chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương. Chính vì thiếu nữ áo đỏ trên khuôn mặt luôn trùm kín vung lụa, có cái thân hình tầm vóc giống hệt Hồng Y Nữ Xảo Nhi, nên thoạt tiên gặp tại cánh rừng già Chí Tôn đã phải rúng động cả thân mình. Từ mấy hôm rồi chàng đang muốn tìm nàng thì hôm nay tình cờ lại gặp, quả thật là không hẹn mà nên. Sau cái đêm Tần Mỹ Nương bị hạ sát tại tổng đàn Bách Linh Hội và cái đầu quả dâm ác song tuyệt này được thiếu nữ áo đỏ đem đặt tại ngôi mộ Truy Phong kiếm thượng quan Công Cẩn, Chí Tôn càng đâm ra nghi ngờ thêm. Theo chàng, nếu không phải Hồng Y Nữ Xảo Nhi thì còn ai làm chuyện đó? Biết đâu nàng đã chẳng phát giác được cái chết mờ ám bí ẩn của gia phụ nàng, mà thủ phạm chính là chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương nên trở về trả mối huyết thổ. Thế nhưng một điều khiến chàng hết sức hoang mang là cái thân thủ bất phàm của thiếu nữ áo đỏ có khác hơn Hồng Y Nữ Xảo Nhi như trời với nước. Còn một điều nữa, nếu thiếu nữ áo đỏ quả thật là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, tại sao gặp mặt chàng lạnh lùng như một kẻ lạ xa chẳng hề quen biết? Không lẽ nàng đang có một điều gì bí ẩn không lộ mặt ra sớm cho giang hồ biết mặt và luôn cả chàng nữa? Chí Tôn lẩm bẩm, ta nhất định phải khám phá cho kỳ được điều bí ẩn này, xem thiếu nữ bịt mặt kia là ai cho biết. Nghĩ đến đây, Chí Tôn giải hết khinh lực vượt qua khỏi thiếu nữ bịt mặt. Chàng xoay bề thế phóng tới trước mặt thiếu nữ bịt mặt, chỉ còn cách khoảng 20 trượng chàng dừng lại. Thiếu nữ bịt mặt có vẻ bối rối nhưng nàng đã bình tĩnh được ngay, tức thì dừng lại giữa quan lộ. Hai người vùng đối diện nhau, Chí Tôn sải luồng kỳ quang đăm vào mặt thiếu nữ áo đỏ như cố soi qua vuông lụa che trùm tận cổ nàng. Thiếu nữ bịt mặt vận toàn đỏ cũng dọi cặp mắt huyền bí ngay mặt Chí Tôn như tóe ra một sự hờn oán dày. Bất giác Chí Tôn muốn bật kêu lên, ồ, phải chăng Hồng Y Nữ Xảo Nhi? Rồi Chí Tôn ngây người ra nhìn thiếu nữ chẳng hề chớp, im lặng nặng nề giữa hai người. Một chập lâu, đột ngột thiếu nữ bịt mặt hét lên lanh lảnh, ngươi theo dõi ta với dụng ý gì? Chí Tôn nghe giọng hét hơi quen tai, dường như chàng đã được nghe nhiều lần, nhưng có điều không phải giọng của Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Chàng đến phải ngơ ngác cả lên, quên bẵng câu trả lời của thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt chớp giật ánh mắt, tại sao ngươi không trả lời ta? Ngươi là một kẻ mang tật câm à? Chí Tôn có sắc giận, cô nương chớ quá tự phụ mà thốt ra những lời vô lễ như thế. Thế tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Ngươi theo dõi ta từ nãy để làm gì? Có phải là hành động ám muội chăng? Chí Tôn ngạo nghễ thốt. Trên quan lộ rộng rãi xuôi ngược muôn người, chân ai nấy bước, tại sao cô nương lại hỏi mấy điều vô nghĩa đó? Ta không hề theo dõi cô nương bao giờ cả. Thiếu nữ bịt mặt giận dữ, ngươi đừng khoác lác cái mồm để che đậy hành vi mờ ám của mình nữa. Bây giờ ta cần báo cho ngươi biết, nếu biết điều thì hãy cút đi cho chóng, bằng nghịch lại thì... Thì sao? Thiếu nữ bịt mặt phất động hữu trưởng, bản cô nương sẵn sàng ban bố cho ngươi một bài học khôn ngoan để sau này lệch lãm trên bước giang hồ. Chí Tôn buông tiếng cười lạnh lẽo, hả hả, quả thật cô nương muốn chỉ giáo ta một vài đường chiêu sao? Thiếu nữ bịt mặt quả quyết, hả hả hả, gã thiếu niên kia, các cao thủ đều tránh mặt chủ nhân Lệnh Xé Xác, cái danh hiệu rõ kêu của ngươi trên mặt võ lâm, chứ riêng bản cô nương thì chẳng bao giờ sợ cả. Ngươi đừng cậy mình có một công lực khá cao cường, đến khi hối hận không còn kịp nữa đấy. Bản cô nương trịnh trọng bảo cho ngươi biết trước, liệu giữ mình. Mấy lời phát giác của thiếu nữ bịt mặt khiến Chí Tôn phải tháo lui một bước, sải luồng kỳ quang vào mặt nàng chẳng hề chớp. Trên mặt chàng sự kinh ngạc hiện lên rõ rệt. Chí Tôn nhổ thầm, quái lạ thật, tại sao cô gái xa lạ này chưa hề quen biết ta một lần nào mà lại hiểu một cách tường tận ta chính là chủ nhân Lệnh Xé Xác? Nàng thốt ra câu nói này với dụng tâm gì? Điều này làm cho Chí Tôn không còn nhẫn nại được nữa, chàng cất giọng nặng trầm hỏi thiếu nữ bịt mặt, lời của cô nương vừa thốt ra có ý nghĩa gì? Thiếu nữ bịt mặt cười gằn, hừ, có ý nghĩa gì? Ta hỏi ngươi, tại sao mấy hôm nay ngươi tìm tòi theo dõi ta như bóng với hình? Một ý niệm mới lạ thoáng nhanh qua óc. Chí Tôn nghĩ thầm, ồ, sao ta không lợi dụng cơ hội này dùng lời êm dịu vuốt ve nàng, để dò xét coi nàng là ai, có phải Hồng Y Nữ Xảo Nhi hay là một nữ cao thủ giang hồ nào khác? Nếu bỏ dịp tốt, biết bao giờ gặp lại nàng. Vì nghĩ ra như thế nên giọng nói của Chí Tôn trở lại êm dịu, ta theo dõi cô nương cũng bởi cô nương giống hệt một người. Thiếu nữ bịt mặt gắt gỏng, ngươi đã trông thấy mặt thật của bản cô nương bao giờ chưa mà dám bảo chuyện hồ đồ như thế? Chí Tôn như không nghe thấy câu nói nặng nề của thiếu nữ áo đỏ, chàng bình thản đáp, cứ trong cái thân hình diễm lệ của cô nương mà nhận xét thì từ vóc dáng cho đến dung mạo chẳng khác người ấy chút nào cả. Cặp mắt thiếu nữ bịt mặt hơi lay động, nàng trầm nghị một chút rồi hỏi, nhưng bản cô nương giống ai, ngươi hãy nói danh tính ta nghe thử. Gương mặt của Chí Tôn bỗng trở nên buồn thảm, chàng trầm trọng đáp, một người khiến từ bây giờ cho đến mãi trọn đời ta không thể nào lãng quên được. Ta vì nàng mà đau khổ đã lâu rồi. Đột nhiên thân hình cô gái bịt mặt rúng động, Cặp mắt thần của Chí Tôn nhận rõ điều ấy, nàng im đi một chập lại hỏi, người ấy danh hiệu là gì? Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Thốt xong câu đó, Chí Tôn hết sức chú mắt đến thiếu nữ bịt mặt, chàng đinh ninh nàng sẽ bị rung động không ngừng. Quả đúng như lời Chí Tôn, thân hình thiếu nữ rung động lên từng chập, hình như luồng kích cảm đang chạy mãnh liệt qua hồn nàng. Chí Tôn chợt nghĩ, chẳng lẽ nàng cố tình sửa đổi giọng nói cho ta không còn nhận ra? Nàng hành động như thế có ích lợi gì? Thật lâu thiếu nữ bịt mặt mới hỏi Chí Tôn, cô gái tên Hồng Y Nữ Xảo Nhi hiện giờ đang ở nơi nào? Giọng của Chí Tôn vô cùng thảm não. Nàng đã bị đắm thuyền ngoài đảo Ô Thạch, hiện nay không hiểu sống chết thế nào, nhưng chẳng còn nghe tung tích nữa. Hồng Y Nữ Xảo Nhi, đáng để cho ngươi yêu và ôm mãi mối hận tình sầu khổ trọn đời sao? Dĩ nhiên là như thế. Thiếu nữ cởi lãnh đạm, ngươi nói dối. Theo võ công tuyệt thế giang hồ ít người sánh nổi, vào dung mạo tuấn tú của ngươi mà không tìm được một thiếu nữ xinh đẹp hơn cả cô nương Hồng Y Nữ Xảo Nhi à? Chí Tôn ngửa mặt lên trời rít dài, ai, lòng ta chỉ có trời hiểu thấu mà thôi, chứ nhân gian này sẽ không có một người chi kỷ. Hai bờ vai nhỏ của thiếu nữ bịt mặt rúng động lên, nàng lại bảo, còn cô gái nội điệt của lão tiền bối lão quái Ngư ngoài đảo Ô Thạch không phải là một người yêu thương của ngươi à? Đến đây Chí Tôn hết sức kinh dị, chàng không hiểu tại sao thiếu nữ bịt mặt lại hiểu việc rõ ràng như thế. Chàng không đáp lại nàng mà chỉ hỏi, cô nương có thể báo danh hiệu cho ta biết chăng? Thiếu nữ bịt mặt khe khẽ lắc đầu, điều này bản cô nương thấy không cần lắm. Chí Tôn bỗng xả hai luồng kỳ quang của mình ngay cặp mắt đẹp huyền bí của thiếu nữ bịt mặt, như tìm tòi một sự khác thường đột ngột. Chàng to tiếng bảo nàng, nhưng nếu ta nhất định buộc cô nương phải khai thật danh hiệu của mình thì cô nương nghĩ sao? Thiếu nữ bịt mặt không chịu kém, không thể có chuyện đó xảy ra được. Một tia hy vọng chớp lóe qua hai luồng nhãn lực của Chí Tôn, bất giác chẳng bật thốt, cô nương chính thật là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, đừng hòng cãi trối với ta nữa, vô ích lắm. Thiếu nữ bịt mặt tháo lùi một bước khét to, ai là Hồng Y Nữ Xảo Nhi của ngươi? Chớ có hồ đồ với bản cô nương mà mất mạng ngay đấy. Chí Tôn nói như người say mộng, Hồng Y Nữ Xảo Nhi, muội không còn tình cảm với huynh nữa sao? Nếu quả thật thế thì muội nên thốt ra một lời bảo rõ cái nguyên nhân mà tự dưng muội lãnh đạm đối với huynh. Thiếu nữ nghiến răng kẹt kẹt, cầm cái mồm ngông cuồng lại, nếu ngươi còn dùng lời lẽ vô lễ nữa thì đừng trách sao bản cô nương độc ác. Chí Tôn thiết yếu, Hồng Y Nữ Xảo Nhi à, huynh xin muội đừng lạnh nhạt đối với huynh nữa. Từ cái hôm gặp muội tại giữa cánh rừng già, huynh đã nhận ra muội. Huynh không hiểu tại sao muội lại có cử chỉ lạ lùng này, muội phải bảo thật cho huynh rõ. Thiếu nữ bịt mặt giận dữ thét, im ngay gã thiếu niên thô bỉ, ta bảo ta không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi của ngươi đâu mà cứ mãi làm nhảm cái mồm. Nếu muội bảo không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi thì ai đang lẻn vào tổng đàn Bách Ninh Hội cắt lấy thủ cấp của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương, đem tế mộ truy phong kiếm thượng quan công cẩn. Hành động này chắc chắn muội không thể phủ nhận được vì có nhân chứng rõ ràng. Nhân chứng ấy là ai? Lão tiền bối Hải Âu quái khách quả quyết đã trông thấy điều đó. Hồng Y Nữ Xảo Nhi, muội không thể nào chối cãi được. Thiếu nữ bịt mặt lặng đi một lúc rồi lại quát, bản cô nương khuyên ngươi bình tĩnh lại, ta không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi của ngươi, đừng vô lễ thêm nữa mà khốn đấy. Thế ra cô nương là ai? Đó không phải là câu chuyện của ngươi, vì vậy không cần biết danh tính của bản cô nương làm gì. Chí Tôn chợt xoay qua cách khác, nếu quả thật cô nương không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, ta phiền cô nương lột tấm vông lụa bịt mặt ra. Thiếu nữ bịt mặt tháo lui một bước, không thể được, ngươi đừng cuồng vọng vô ích. Nhấc mình lên ba bước, Chí Tôn trầm nghị bảo thiếu nữ bịt mặt, cô nương nằng nặc không chịu lột vông vải bịt mặt thì xin lỗi cô nương, ta buộc lòng ra tay để tìm hiểu đâu là sự thật. Thiếu nữ bịt mặt nghe Chí Tôn hăm dọa lại tháo lui thêm ba bước, toàn thân nàng rúng động lên. Sự trạng đó khiến cho Chí Tôn nhận thấy những điều xét đoán của mình đúng được nửa phần. Thiếu nữ bịt mặt rất có thể là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, nếu không thì tại sao nàng lại có cử chỉ kỳ dị đó? Chí Tôn cất mình tới nửa trượng gần thiếu nữ bịt mặt hơn, thiếu nữ bịt mặt phất động hữu trưởng hét, tặc tử ngươi muốn chết à? Giọng nói của Chí Tôn bỗng lạnh như sắt, bình sinh ta hãy nói ra là hành động ngay, bây giờ ta nhất định phải lột mặt nạ của cô nương xem phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi không. Lời chưa kịp dứt, thân hình của Chí Tôn đã nhẹ nhàng như bóng quỷ xê lại gần thiếu nữ bịt mặt. Thanh Linh Thò Hữu Trưởng chộp lấy vông lụa đỏ trên gương mặt của nàng. Thiếu nữ bịt mặt thoáng nhận kịp, nàng cười lên lạnh lẽo, lẹ như làn sét phóng đi nơi khác, đồng thời đưa chéo ra một chưởng nặng tựa quả băng sơn quần quẩn áp tới Chí Tôn. Luồng trưởng phong của thiếu nữ bịt mặt thật là quái dị, chưa từng trông thấy trên mặt giang hồ. Vừa chộp hỏng vông lụa đều bịt mặt của thiếu nữ áo đỏ, Chí Tôn bâng khuâng trong lòng thì đã thấy bóng quỷ trưởng kỳ dị của đối phương xô đến. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn theo đà tiến phóng mình tới nửa trượng, tránh khỏi áp lực kinh hồn của ngọn trưởng phong đó, rồi nhanh như sét giật lưng trời, chàng xe mình lại gần thiếu nữ bịt mặt. Thò Hữu Trưởng chộp vuông lụa điều một lần nữa. Cái chộp sau này Chí Tôn đinh ninh sẽ giật phăng được vuông lụa bịt mặt của thiếu nữ để xem nàng là ai. Nhưng Chí Tôn đã lầm, thân thủ của thiếu nữ bịt mặt quả đã phi phàm quán trúng, nên khi tả trưởng của Chí Tôn chưa tới thì nàng đã thăng lên 2 trượng. Liền đó hữu trưởng nàng bổ xuống, thiên linh cái của chàng nặng tựa sóng bổ đầu gành. Mặc dù đã chộp hụt thiếu nữ bịt mặt mất cả sự thăng bằng, nhưng vừa trông thấy nàng bốc mình nên không tấn công, Hòa Chí Tôn đang lẹ như bóng quỷ lắc mình một cái biến mất. Cái thân pháp này quả thần quái vô cùng. Công hột Chí Tôn chiêu đó lại chợt thấy chàng biến mất, khiến thiếu nữ bịt mặt vô cùng hoang mang lo sợ. Nàng lẹ xê mình sang 5 bước thì thấy chàng đứng cách nàng độ khoảng 2 trượng từ bao giờ. Lập tức thiếu nữ xòe 10 ngón chỉ phóng ra, cùng lượt xô đến Chí Tôn lợi hại khôn cùng. Trong thâm tâm Chí Tôn vẫn hoài nghi thiếu nữ bịt mặt chính là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, người chàng yêu thương trọn đời, nên không dám gây thương tích cho nàng, lại dùng ngón võ công tuyệt thế di ảnh kỳ hình thay đổi phương pháp nhanh chóng tựa bóng vong linh, tránh thoát 10 luồng chỉ phong hiểm ác. Nhưng thân pháp của thiếu nữ bịt mặt quả tuyệt vời, nàng lại biến hóa 10 luồng chỉ phong như hình cái quạt, từ những phương vị khác nhau tấn công vào Chí Tôn như ánh tử quang. Những luồng chỉ phong này túa cùng lượt, mang theo hình thù quỷ dị chẳng khác âm hồn từ cửa ngục hiện về. Chí Tôn không đón đỡ, chàng chỉ nhảy tránh không ngừng, 10 luồng chỉ phong xé gió tan rã trong vô hình. Liên tiếp mấy thế công bị phá hủy, thiếu nữ bịt mặt thét lên lanh lảnh: "Hãy giáng tiếp mấy đường chiêu của ta!" Cùng trong tiếng hét, thiếu nữ bịt mặt xà mình xuống đất, song trưởng quay đi mấy vòng nhanh chóng. Tức thì bóng trưởng to như quả núi cuồn cuộn tuôn ra, bao trùm cả không gian quái lạ đến chưa từng thấy bao giờ. Chỉ trong ánh chớp thời gian, thiếu nữ bịt mặt đã đánh ra có đến 9 chiêu 27 ngọn trưởng phong quái dị. Không thể dùng công lực thường tránh né được, Chí Tôn thi triển thân pháp di ảnh kỳ hình ẩn hiện tựa bóng vong linh, vô cùng huyền ảo, tránh khỏi tất cả 27 luồng quỷ trưởng của thiếu nữ bịt mặt. Qua các chiêu hiểm ác ấy, lửa giận bỗng cháy phừng trong tim, Chí Tôn nghiến răng tự nhủ: "Mặc nàng này là ai không cần biết tới, nhưng đã hạ độc thổ định giết ta như thế, chẳng lẽ ta còn nhân nhượng nữa? Vậy ta cũng thi thố phần nào lợi hại mới có thể khống chế ả này được." Nghĩ xong, Chí Tôn trụ hình lại như quả núi. Tức thì hữu trưởng được huy động 7 phần công lực lưỡng cực chân ngươn đưa về phía thiếu nữ bịt mặt. Trưởng phong vừa thoát khỏi thủ trung, đột thấy một luồng khí thể trắng đỏ cuồn cuộn tuôn ra cực kỳ màu nhiệm, chụp trùm kình địch chung quanh có ngoài 3 trượng, lợi hại phi thường. Nhận ra Chí Tôn hạ độc thổ với mình, thiếu nữ bịt mặt rít thầm sau vuông lụa điều trùm kín mặt: "Thất phu, ngươi định phương hại ta à?" Thân hình thiếu nữ bịt mặt nhỏm lên, nàng giơ ngọc trưởng đẩy ra một luồng kình lực quái gở vô cùng. 2 luồng kình trưởng chạm vào nhau phát ra một tiếng bộc kinh hồn, kình khí hai bên tiêu tan đi một lúc. Thiếu nữ bịt mặt tháo lui một bước đứng vững lại. Trái lại, Chí Tôn cũng bị quái lực quét nhằm, lắc lư thân hình mấy cái mới giữ lại được sự bình thường. Bất giác Chí Tôn đã phải ngơ ngác lên, chàng đã dùng ngón võ công tuyệt thế lưỡng cực chân ngươn mang theo công lực 7 phần mà không thắng được thiếu nữ bịt mặt, ngược lại còn bị chấn động cả toàn thân vì quái trưởng của kình địch, khiến chàng kinh hãi lên. Do đó tính hào khí của Chí Tôn trỗi dậy trong lòng, chàng đứng nhìn thiếu nữ bịt mặt một lúc rồi trầm nặng bảo: "Khá lắm đấy, cô nương hãy tiếp một vài trưởng xem nào." Câu nói vừa chấm dứt, từ trưởng trung của Chí Tôn đã phát hiện một làn khí thể 2 luồng trắng đỏ. Luồng trưởng phong này Chí Tôn tăng thêm 3 phần công lực, khí thế mạnh bạo không tả. Thiếu nữ bịt mặt thấy bóng trưởng huyền ảo nhưng vô cùng khủng khiếp của Chí Tôn, nàng khẽ rít thận thổ: "Gã thiếu niên vô tình kia, ta sẽ giết người." Lập tức song trưởng của nàng quay đi một vòng, sau cùng đẩy ra 2 luồng áp lực quái dị ào ào tới Chí Tôn. Bùng bùng, lại mấy tiếng nổ chấn động cả mặt sân trưởng. Trưởng phong quái dị của thiếu nữ bịt mặt bị luồng lưỡng cực chân ngân quét tan ra trong vô hình. Thân hành Chí Tôn chỉ lay động ít cái rồi như thưởng, trong khi thiếu nữ bịt mặt tháo lủi 2 bước, các huyệt đạo cơ hồ bị áp khí lưỡng cực chân ngươn làm bế tắc. Nhưng sau đó nàng lại hét to: "Công lực ngươi kể cũng khá đấy, hãy đỡ trưởng chiêu này." Liền theo tiếng hét, thiếu nữ bịt mặt xẹt tới gần Chí Tôn, giơ song trưởng lên đánh chéo ngay hông chàng hai luồng kình lực. Hai chiêu của thiếu nữ bịt mặt vừa đưa ra càng quái lạ hơn các đường chiêu trước, khiến đối thủ sẽ không biết hướng nào mà né tránh, chỉ nghe lồng lộng quái phong từ muôn hướng tới. Đến như Chí Tôn công lực quỷ thần không đựng nổi, khi nghe trưởng âm chấp động lòng chàng cũng kinh hãi, chàng không đón đỡ mà chỉ dùng thân pháp di ảnh kỳ hình biến mất. Chàng Chí Tôn xuất hiện bên cánh hữu của thiếu nữ bịt mặt, sẵn cơn giận dữ, chàng vận dụng hết toàn bộ công lực đẩy một chưởng nặng cỡ lôi đỉnh áp đến kình địch. Đang lúc thiếu nữ bịt mặt đưa ra một chiêu đột thấy Chí Tôn biến mất thì trong lòng đã kinh hoàng chưa hiểu phải đối phó ra làm sao. Đến khi phát giác Chí Tôn đứng cách gần hai chưởng thì một luồng kình lực kinh hồn đã sát tới bên mình, không còn thể nào tránh kịp nữa. Thiếu nữ rú khẽ trong mồm, mạng ta đã hỏng rồi. Bình! Đồng thời một tiếng kêu thảm khốc toát ra từ cửa miệng thiếu nữ bịt mặt. Chiếc bóng đỏ bị trưởng phong lưỡng cực chân ngươn vụt ra ngoài ba trượng, rớt xuống im lìm. Thiếu nữ bịt mặt đã như cái xác không hồn. Chí Tôn sửng sốt về hành động của mình rồi thầm nhổ, nàng đã chết ngất, ta nên thờ dịp này lột vung lụa điều trên gương mặt nàng xem có phải Hồng Y Nữ Xảo Nhi hay không cho biết. Nghĩ xong, Chí Tôn xê mình tới chỗ thiếu nữ bịt mặt. Chàng đứng ngắm nàng nằm bất động trên mặt đất, tình trạng quả thật là thê thảm. Một lúc cúi xuống thò hữu trưởng toan lột vung lụa điều ra, chợt có một giọng quát nặng trầm nổi lên: tiểu tử ngươi dám gây thương hại cho quận chúa ta à? Kế đó một luồng trưởng phong cực kỳ mạnh bạo áp đến bên Chí Tôn nặng tựa quả núi. Chí Tôn vì nóng nảy vô tình quật một trưởng thần công làm thiếu nữ bịt mặt phải chết ngất. Chàng hết sức hối hận, định tâm xem vết thương nặng nhẹ thế nào để tìm phương cách chữa trị. Nếu nàng quả là Hồng Y Nữ Xảo Nhi thì sự tình càng rối rắm thêm nhiều, nàng có thể vì vậy mà oán hận chàng đến suốt đời vô phương cứu vãn. Đang khi bối rối đó, Chí Tôn không kịp dự phòng nên bị chưởng lực của kẻ quật nhằm, chàng hét lên một tiếng loạn choạng lùi về sau nửa trượng mới đứng vững lại được. Cũng may cho chàng là trong người sẵn có nội khí lưỡng cực chân ngươn luôn luôn hộ thân, gặp ngoại lực công thì phát sinh tác dụng chế ngự, cho nên khi luồng trưởng phong quật tới là đã phát khởi xóa tan đi rất nhiều, nếu không chàng đã phải tuyệt mạng rồi. Ngay lúc đó một bóng người nhanh như sét từ trên không phóng xuống, đứng sừng sững giữa trường lặng im không tiếng động. Cái thân thủ ấy quả thật ảo tuyệt quái lạ trên mặt giang hồ. Chí Tôn nhìn kỹ bóng người mới đến thì thấy đó là một quái bà mặt mũi xấu xí như quỷ dữ từ cõi địa ngục vừa hiện tới, cặp mắt xanh ngời chớp nhìn chàng. Quái bà đứng cách Chí Tôn ngoài hai trượng. Cái câu ngươi dám gây thương hại cho quận chúa ta à hãy còn vùng dội bên tai Chí Tôn. Chính quái bà đã thốt ra câu đó lúc từ trên không trung phóng xuống trường đấu. Chí Tôn bỗng nghĩ thầm, cứ theo như lời quái bà vừa thốt thì ra thiếu nữ bịt mặt này không thể là Hồng Y Nữ Xảo Nhi được, vì chính nàng là ái nữ của Truy Phong kiếm thượng quan Công Cẩn, và lão khách này đã chết từ lâu. Nàng đã hận thù chưa hồn điệp Tần Mỹ Nương kế mẫu nàng mà bỏ ra đi, làm sao có kẻ hầu hạ để có thể gọi nàng bằng quận chúa được. Còn quái bà này thuộc môn phái nào mà lại có cái công lực cao diệu như thế? Chàng nhìn quái bà rồi lại nhìn thiếu nữ bịt mặt đang nằm bất động dưới đất không nói gì cả. Chợt một tiếng rên từ cửa miệng thiếu nữ bịt mặt thốt lên. Nàng từ từ mở bừng luồng xạ nhãn sáng đẹp xuyên qua hai lỗ hổng vung lụa đều trùm kín mặt, vùng phóng người dậy lẹ làng. Nàng dọi hai luồng sáng vừa khiếp vừa hận thù sang Chí Tôn. Trong lúc quái bà xê mình lại gần, thiếu nữ bịt mặt giơ song trưởng đỡ lấy nàng trầm giọng hỏi: quận chúa có sao không? Hiện tình thương tích trong mình như thế nào? Thiếu nữ bịt mặt khích động đáp: ta chỉ bị thương sơ sài thôi, chẳng có gì đáng ngại cả. Quái bà rời cặp mắt tinh quái qua phía Chí Tôn rồi bảo thiếu nữ bịt mặt: quận chúa hãy để ta giết thằng quỷ sống này, trả thù ngọn trưởng mà gã đã to gan gây thương tích cho quận chúa vừa rồi. Dứt câu, quái bà định xà mình tới gần Chí Tôn. Thiếu nữ bịt mặt vội hét: khoan đã! Quái bà dừng lại chỗ hai mắt phóng xạ: sao vậy quận chúa? Thiếu nữ bịt mặt nhìn Chí Tôn một lúc, nàng quay qua quái bà vùng buông tiếng thở dài: chúng ta lên được đi thôi. Quái bà hết sức kinh dị, rời cặp mắt tinh quái trở lại thiếu nữ bịt mặt, như muốn xoay tận hồn nàng vì sao có cử chỉ dị thường ấy. Lúc ấy Chí Tôn mang một tâm trạng cực kỳ phức tạp, chàng cũng không hiểu nổi tại sao thiếu nữ bịt mặt lại ngăn cản quái bà không cho tấn công mình. Chàng tự cảm thấy hết sức xốn sang khó chịu, tính trầm nghị lạnh lùng nhất thời biến tan đi đâu mất, nhường lại một vẻ bâng khuâng bi xót hẳn rõ trên gương mặt chàng. Lặng nhìn thiếu nữ một chập lâu, quái bà cất giọng khàn khàn hỏi, trong câu hỏi có hơi khiếp: tại sao quận chúa này ngăn cản không cho ta giết chết thằng tiểu quỷ, Hành động của quận chúa vừa rồi có nghĩa gì? Giọng nói của thiếu nữ bịt mặt trở nên buồn thảm lạ lùng. Tần Di ạ, câu chuyện có nhiều uẩn khúc, để ngày sau ta sẽ nói cho biết rõ mọi việc xảy ra. Quái bà càng kinh dị hơn, trố cặp mắt quái gở. Còn bây giờ quận chúa tính lẽ nào với tên quỷ sống này? Thiếu nữ bịt mặt lắc đầu chán nản. Hiện giờ ta chưa có ý định gì cả. Quái bà lồng lên như quỷ dữ. Thế ra quận chúa không cần nghĩ đến sự bảo vệ cái thanh danh Bạch Sa Cung nhà ta à? Bất giác thiếu nữ bịt mặt ngửa mặt lên trời. Hỡi ơi! Rồi nàng im bặt đi. Nếu không có vuông lụa điều trùm kín mặt, chắc chắn ai nhìn nàng cũng không khỏi rúng động cả lòng. Tiếng than giải hỡi ôi của thiếu nữ bịt mặt khiến Chí Tôn đến phải rùng mình lên. Chẳng nghe như có ai cầm một thanh kiếm sắc bén đâm thủng vào trái tim mà dòng máu rỉ chảy không ngừng. Nhưng nghe đến ba chữ Bạch Sa Cung, Chí Tôn vô cùng thất vọng. Chàng thầm nghĩ có lẽ thiếu nữ bịt mặt nào quận chúa Bạch Sa Cung của phái Nam Hải, một danh phái triều đại nào cũng có xuất hiện những quái khách kỳ nhân. Nay chẳng hiểu có chuyện gì hệ trọng lại xuất hiện trên giải đất Trung Nguyên này. Trong nội cái thân thủ của quái bà đủ hiểu võ công của danh phái Bạch Sa Cung cao tuyệt đến bậc nào. Như vậy thiếu nữ bịt mặt nhất định không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi được. Quái bà im lặng một chập bỗng nói quận chúa. Nhưng thiếu nữ bịt mặt đã ngắt ngang câu nói của quái bà. Tần Di ạ, chúng ta hãy gác bỏ sự thù hằn đó để còn lo liệu việc chính đáng hơn. Thời giờ đã hết rồi. Không biết phải làm sao hơn, quái bà gật đầu. Quận chúa ạ, hiện giờ chúng ta có thể nào đoán trước được những điều khẩn cầu của ta? Lão nhân Hoa Đả Ngô Tế Nhân có chấp nhận hay rồi chối tử, chúng ta sẽ hỏng cả chuyến đi này. Thiếu nữ bịt mặt quả quyết. Chúng ta có thể thành công lắm Tần Di ạ, vì ta nghe giang hồ đồn đãi nó ta là một kỳ nhân giàu lòng nghĩa hiệp. Chắc sẽ không từ chối những lời cầu khẩn của chúng ta đâu. Nghe hai người đối đáp lại nhắc đến tên Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân, Chí Tôn chợt nhớ tới lời trăn trối của sư phụ chàng Cam Lộ Bang chủ Dương Trấn Hoạn đã bảo lão nhân này là một vị ân nhân. Cách đây 20 năm về trước, đêm Cam Lộ Bang bị bọn đại ma đầu trong hai đạo hắc bạch nửa đêm xông vào tập kích tại tổng đàn trong núi Võ Lăng. Từ bang chủ đến môn đệ có đến 200 mạng người đều bị thảm sát. Trong số nạn nhân chỉ còn lại vỏn vẹn 3 người, bang chủ Dương Trấn Hoạn và hai vị sư thúc Kỳ Văn Quân, Châu Lộc Đạo mang đầy thương tích trong mình, chết ngất giữa những xác chết chồng chất nhau. Tuy nhiên không một ai cử động được, phần thương tích trầm trọng, phần công lực đã kiệt quệ trong đêm quyết chiến kinh hồn vừa qua, nên 3 người chỉ nằm im chờ tử thần sắp đến. Tình cờ hôm sau, lão nhân Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân đi ngang núi Võ Lăng nghe có tiếng rên ma khe khẽ, liền vào huyệt động mới tìm ra 3 xác người lên, rồi dùng thần dược cải tử hoàn sinh cứu sống cả 3. Do đó Cam Lộ Bang chủ Dương Trấn Hoàn nhớ lại cái đại ân này mà tôn lão nhân là hiển nhân võ lâm. Kế đó chẳng bao lâu, một đêm mưa tuyết đầy trời, Chí Tôn xuống núi lấy lương thực. Cam Lộ Bang chủ Dương Trấn Hoàn và nhị vị sư thúc Kỳ Văn Quân, Chu Lộc Đạo bị lão ma đầu Xích Phát Âm Ma dò được tung tích, kéo thêm đồng bọn bao vây hạ sát tại huyệt động. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Dương Trấn Hoàn có di chúc cho Chí Tôn mấy điều huyết thận và trao cho chàng cây tàn chi quái đao cùng quyển huyết hải thâm cửu, gồm tất cả những danh sách của đại tiểu cửu nhân. Chót hết, sư phụ chàng dặn dò sau này phải tìm cách đáp đền lại công ơn của lão nhân Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân. Cho nên khi nghe quái bà và thiếu nữ bịt mặt nói đến lão nhân, câu chuyện xưa phụt hiện trong óc Chí Tôn. Chàng không hiểu hai người gặp lão nhân có những lời cầu khẩn gì mà xem ra chẳng quan trọng lắm. Chàng nghĩ thầm, hay là ta chờ cho hai người này đi về hướng nào, ta sẽ núp lén sau lưng để tìm tung tích của vị đại ân nhân đó. Nghĩ về rồi, Chí Tôn lặng lặng không nói một lời. Chàng làm như không hề chú ý đến câu chuyện bàn bạc giữa hai người. Chàng cũng rất băn khoăn, mặc dù quái bà thốt ra những lời hiện cầu khẩn, nhưng chưa hiểu sự thật có phải đến để hạ sát lão nhân Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân hay không. Lúc ấy quái bà cũng vừa trố cặp mắt tinh quái sang phía Chí Tôn nhìn một chập, rồi lại quay nhìn thiếu nữ bịt mặt khàn khàn bảo: Này quận chúa, tiểu tử này thật là ngông cuồng kiêu ngạo. Gã xem phái Nam Hải Bạch Sa Cung của chúng ta như chẳng có đối thủ. Chẳng lẽ chúng ta nhượng bước một cách nhục nhã như thế này sao? Thiếu nữ bịt mặt vẫn lắc đầu. Chuyện này ngày sau sẽ tính, mặt giang hồ mênh mông lớn rộng, chúng ta sẽ còn gặp lại hắn, Tần Di đừng vội làm gì. Quái bà giai qua Chí Tôn trầm âm bảo: Quận chúa nhà ta phúc hậu như thế, kể ra thì hôm nay cũng là một điều may mắn to tát cho ngươi đấy. Giá nếu không thì số mạng ngươi hôm nay coi như đã hỏng rồi. Nghe quái bà thốt ra câu hăm dọa giận người này, Chí Tôn buông ra một tiếng hừ tỏ vẻ khinh thường kẻ địch. Quái bà thấy kình địch ngạo mạn đến tột cùng, tức thì trợn cặp mắt tinh quái, bắn xạ hung quang thẳng vào mặt Chí Tôn. mồm giống to như quỷ hú rừng giả. Thằng quỷ sống, ngươi hờ những gì? Hẳn ngươi không còn muốn sống trên cõi đời này nữa chắc. Chí Tôn càng trêu quái bà bằng cách vênh bộ mặt lên rồi cất ra một giọng hết sức khinh miệt. Nữ đại ma đầu, ta trông ngươi năm nay tuổi tác cũng đã già, ta tưởng đâu ngươi từng trải sự đời, hiểu rõ luật nhân quả và sự đào thải của võ lâm. Chẳng ngờ ngươi mắt đuôi tai điếc, không biết trên mặt giang hồ mênh mông vô tận như thế nào cả. Ta sợ e rằng ngươi cứ quen đem khua cái mồm lớn rồi có ngày ân hận chứ không còn kịp đấy. Câu nói này khiến cho máu nóng của quái bà sôi bừng tận đỉnh đầu, sắc mặt xám nghịt trông thấy rõ, nhưng vì quá giận mất hẳn cả sự bình tĩnh, chưa biết phải nói thế nào cùng Chí Tôn cho xứng đáng. Thiếu nữ bịt mặt vội chen vào. Tần Di ạ, nội nhân từ trước đến nay có từng nghe qua trên mặt giang hồ vừa xuất hiện một tên đại ác ma cực kỳ tàn bạo, gọi là chủ nhân Lệnh Xé Xác bao giờ chưa? Quái bà hơi kinh dị câu hỏi bất ngờ của thiếu nữ bịt mặt nhưng vẫn đáp. Ngày ta vừa đặt chân trên giải đất Trung Nguyên này cũng đã nhiều lần nghe bọn cao thủ giang hồ bàn tán xôn xao về thủ pháp giết người hết sức khủng khiếp của tên đại ác ma này. Nhưng chủ nhân Lệnh Xé Xác từ xưa đến nay đã có mối quan hệ gì với chúng ta đâu mà quận chúa phải thăm dò như thế? Thiếu nữ bịt mặt trỏ Chí Tôn. Chính hắn là chủ nhân Lệnh Xé Xác đấy. Câu nói hãi hùng của thiếu nữ bịt mặt làm cho quái bà phải giật lùi một bước, chỗ hai luồng thanh quang vào mặt Chí Tôn một hồi lâu như tìm một sự thật ở con người chẳng. Lát sau quái bà dây qua hỏi thiếu nữ bịt mặt. Quận chúa bảo thật chăng? Thiếu nữ bịt mặt hất hàm sang phía Chí Tôn. Nếu không tin lời ta là đúng, nội nhân cứ hỏi ngay, hắn sẽ hiểu rõ đâu là sự thật. Quái bà dây hai luồng thanh tuyến qua Chí Tôn, nhìn chàng từ đầu đến chân, trầm giọng hỏi. Có phải chính ngươi là chủ nhân Lệnh Xé Xác, một tên đại ác ma bạo tàn hung tàn đã từng khuấy động đất trời trong khoảng thời gian gần đây mà bọn võ lâm đồn đãi chăng? Thoạt đầu Chí Tôn hy vọng thiếu nữ bịt mặt chính là Hồng Y Nữ Xảo Nhi hóa trang người yêu của chàng sau khi đắm thuyền trên bể cả. Cũng như chàng gặp được một kỳ duyên nào đó thoát nạn, nên hết sức dùng lời lẽ nhẹ nhàng êm dịu để tìm hiểu sự thật nội tình đối phương. Nhưng qua những câu đối đáp từ nãy, chứng tỏ thiếu nữ không phải người con gái mà chàng từng đau khổ nhớ thương, mà lại là quận chúa Bạch Sa Cung thuộc đạo phái Nam Hải vừa đặt chân lên đất liền. Chàng chuyển sang ý niệm khác. Cho nên khi nghe quái bà nhắc đến hành động giết người của chàng, Chí Tôn cháy phần lửa giận không còn có thể nhẫn nhịn được nữa, vùng quát to. Đúng đấy, chính ta là chủ nhân Lệnh Xé Xác đây, nhưng ngươi muốn biết để làm gì? Quái bà cười khì khì như quỷ độc. Nếu quả thật vậy cũng mặc xác ngươi, ai sợ hãi một nhân vật khủng bố tanh máu như ngươi? Chứ Tần Phương Lan ta đây vẫn xem thường giống những tên ma đầu khác, chẳng có gì quan trọng cả. Đến bây giờ Chí Tôn mới hiểu ra quái bà chính là Tần Phương Lan, một tay danh thủ lẫy lừng của Bạch Sa Cung thuộc đạo phái Nam Hải. Cách 20 năm trước từng làm khiếp mật võ lâm, hèn nào lời nói chẳng ngạo mạn, xem trốn giang hồ chẳng ra gì cả. Chàng lạnh lùng cười lên. Ha ha ha, quái bà Tần Phương Lan, sự thật ta cũng công nhận ngươi có chút tiếng tăm trong giới giang hồ, nhưng ngươi chỉ có thể xưng hùng xưng bá ngoài Nam Hải, chứ đối với bản lệnh chủ đây nào có ngại gì. Nếu cần ta sẽ dạy cho ngươi một bài học lịch duyệt giang hồ, kẻo ngươi xem cao thủ Trung Nguyên dưới tầm mắt của ngươi. Quái bà dựng tóc trán. Chủ nhân Lệnh Xé Xác, hiện nay ngươi đã tự xưng mình là cao thủ tột bậc trên hàng ngũ võ lâm à? Chí Tôn không trả lời ngay câu hỏi của quái bà Tần Phương Lan mà khinh khỉnh trên gương mặt đẹp trai tuyệt thế. Qua mấy đường chưa vừa rồi, theo bản lệnh chủ nhận thấy môn phái Nam Hải không có gì cao cường cho lắm. Quái bà căm hận quát. Thế thì hôm nay ta cùng ngươi đấu với nhau vài mươi đường chiêu, cho ngươi rõ đâu là sự lợi hại của môn Nam Hải, mà vứt bỏ đi cái bản tính ngạo mạn trong đời, chẳng cần trông thấy trời cao đất rộng là gì cả. Chấm dứt câu quát, quái bà xẹt đến cách Chí Tôn khoảng 2 trượng đứng lại, song trượng từ từ giơ lên, 10 ngọn chỉ phong tức thì phất động cơn gió quỷ dị. Trong khi tình hình căng thẳng tột độ, chẳng hiểu nghĩ sao, thiếu nữ bịt mặt xê đến gần quái bà, giơ tả trưởng ra ngăn cản, đồng thời cất giọng trầm nghị bảo. Tần Di ạ, nội nhân đừng nóng nảy với gã thiếu niên ngông nghênh ấy mà làm gì. Hãy nghe theo ta lo làm việc chính đáng khẩn cấp trước, kẻo lão sư phụ ở Bạch Sa Cung mỏi lòng trông đợi. Quái bà Tần Phương Lan tức thì ngừng song trưởng. Thế hiện giờ quận chúa nghĩ sao đến thằng tiểu quỷ này? Chẳng lẽ chúng ta để gã mặt sắt thậm tệ đến thế? Thiếu nữ bịt mặt bình thản đáp. Tần Di cứ yên tâm, đừng lo chi cả. Ta quả chắc sẽ có một ngày nào đó không xa lắm, gã thiếu niên ngông nghênh này sẽ tìm đến chúng ta một cách hết sức bất ngờ. Chừng đó tôn bảo muốn sở sợ thế nào với gã mà lại không được. Bây giờ chúng ta đi thôi. Câu nói quá mơ hồ bao trùm một màn bí mật nặng nề của thiếu nữ bịt mặt, chẳng những khiến cho Chí Tôn chẳng hiểu đâu là đâu cả, đến coi bà Tần Phương Lan cũng đến phải ngơ ngác nên không sao tìm nổi sự trắc ẩn bên trong. Chí Tôn ngây ngẩn ra nhìn thiếu nữ không chớp. Quái bà Tần Phương Lan cũng đứng trầm ngâm một hồi rồi quay hỏi thiếu nữ bịt mặt. Quận chúa vừa thốt ra lời gì vậy? Tại sao thằng quỷ nhỏ này sẽ tìm đến chúng ta trong thời gian gần đây? Chuyện này đúng thật như thế hay quận chúa có dụng ý gì khác hơn? Thiếu nữ bịt mặt nghiêm nghị đáp. Lời ta nói sau này Tôn đã sẽ rõ. Ta lừa dối có ích gì cho ta đâu. Thôi chúng ta hãy lên đường cho chóng. Chấm dứt câu nói, thiếu nữ bịt mặt không chờ quái bà kịp thốt, nàng lẹ làng phóng mình đi trước, tà áo đỏ theo làn gió phất phới về sau. Quái bà Tần Phương Lan không biết làm sao hơn được, liền quay sang Chí Tôn quát cam thổ. Tiểu tử, có một ngày nào đó ta sẽ phanh thây ngươi. Một cơn gió lộng nhẹ thoảng qua, quái bà đã nhấc mình đi ngoài 10 trượng, lắc lư thân hình mấy cái biến mất theo bóng đỏ vừa xóa trong cái chấm mở. Hồi thứ 27, cái chết của thần y. Chí Tôn đưa mắt nhìn theo bóng đỏ và quái bà cho đến hút dạng mà vẫn còn đứng tẩn ngần không chút cử động. Tự nhiên trong lòng chàng cảm thấy một ý niệm bơ vơ chống lạnh hơn bao giờ hết. Một mối kỳ vọng ảo tưởng của chàng nuôi trong trí não mấy ngày qua giờ bỗng biến thành mây khói. Sự tình đã quá rõ rệt. Thiếu nữ áo đỏ kia là một vị quận chúa Bạch Sa Cung, một chi môn phái ngoài Nam Hải vào đất Trung Nguyên với một sứ mạng cẩn kíp, chứ không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi đã vùi thây dưới đáy bể vĩnh viễn xa chàng không còn ngờ vực gì nữa. Bất giác Chí Tôn buông tiếng thở dài, chàng lẩm bẩm thế là hết thật rồi. Nhưng đột nhiên một ý niệm lạ thường chợt chớp lóe qua ánh mắt Chí Tôn. Chàng cảm thấy giữa chàng và thiếu nữ bịt mặt có một cái gì liên hệ, một mối tình huyền diệu đột nhiên hiện trong lòng chàng. Chàng ước mong gặp lại thiếu nữ bịt mặt một lần nữa và không muốn bao giờ vắng bóng nàng. Tà áo đỏ của thiếu nữ bịt mặt có một sức màu nhiệm thiêng liêng thu cuốn hồn chàng ngây ngất bơ vơ. Quả thật nàng giống hệt cái hình dáng yêu kiều của Hồng Y Nữ Xảo Nhi ngày xưa không thể tả. Nàng xuất hiện giữa chốn giang hồ lúc lòng chàng trống lạnh, mang lại cho chàng một niềm hy vọng vô bờ bến, rồi giờ lại ra đi để lại cho chàng một sự tuyệt vọng chán chường. Quận chúa Bạch Sa Công, Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Chí Tôn cứ lẩm bẩm hai cái tên huyền bí ấy. Tại sao hai thiếu nữ này lại giống nhau như đúc và cùng vận sắc phục như nhau? Chí Tôn bồi hồi một chập lâu, chàng nhớ đến cuộc hành trình đến Vu Sơn, núi Tây Nhạc, dự trận tranh hùng cao thấp cùng vị cao đồ của lão Lăng Di Phong. Thời khắc đã đến rồi, Chí Tôn không thể chần chừ thêm nữa. Chàng đi cho kịp lời ước hẹn cùng hai lão tiền bối Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Ngư. Nhưng sực nhớ đến lúc nãy thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan có nhắc đến Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân, vị đại ân nhân của sư phụ. Chí Tôn đột ngột thay đổi ý niệm, chàng muốn gặp mặt vị lão ân nhân này, đáp lại mối ân xưa mà trước lúc lâm trung sư môn chẳng đã di chí đó. Hơn nữa chẳng cũng muốn biết rõ hành tung của thiếu nữ bịt mặt và quái bà, xem hai người tìm Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân làm gì, khẩn cầu một điều hệ trọng hay sát hại lão nhân. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn phóng mình theo thiếu nữ bịt mặt đã hút dạng từ lâu. Chàng thi triển một thân pháp cực kỳ huyền ảo, bay như làn mây nhỏ phớt qua các khu rừng. Nếu không phải là cao thủ giang hồ nhìn qua thân pháp hư ảo của Chí Tôn sẽ bảo đó là hồn ma bóng quỷ hiện hình. Một giờ sau, Chí Tôn đi hết khoảng quan lộ thăm thẳm. Bây giờ chàng đã chuyển qua đường núi chập trùng quanh co, cây xanh điệp điệp, bóng núi tả tả. Chí Tôn vừa đi vừa quét mắt nhìn, mà lòng chàng cảm thấy một nỗi u hoài khó tả. Vượt lên hai ngọn đồi, trước mắt Chí Tôn hiện ra một khe nước chảy trong veo, hai bên khe là hàng tre xanh rợn. Giữa những bụi tre xanh ẩn hiện một gian nhà tranh âm thầm rủ bóng mát vẽ nên một bức họa tuyệt vời. Đột ngột Chí Tôn nhận ra một bóng đỏ và một bóng đen phóng vào gian nhà tranh đó. Chàng đã phải bật kêu cô ả kia rồi. Chí Tôn hiểu ngay đó là gian nhà của Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân, vị thần y mà chàng đã tìm suốt mặt sông hồ mấy tháng qua. Không thể mất thì giờ, Chí Tôn triển ngay một thân pháp hư huyền, mập mờ tựa một oan hồn, chớp nhoáng phóng tới gian nhà tranh núp giữa đám tre xanh mà bóng đỏ và bóng đen vừa chui vào. Còn cách khoảng 20 trượng, thành đình Chí Tôn nghe có tiếng kêu la kinh hoàng, âm thanh của giọng đàn bà. Hiểu ngay có chuyện chẳng lành vừa xảy ra, Chí Tôn lẹ như bóng quỷ phóng tới gian nhà đáp xuống. Giờ phút này Chí Tôn không còn nghĩ đến việc ẩn giấu thân hình nữa, chàng lẹ làng đứng trước sân. Chí Tôn quét mắt nhìn vào, thấy quả thật thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan đang đứng sững sững giữa gian nhà, rào cặp kỳ quan xuống đất. Bất giác Chí Tôn sững sốt lên, chẳng kêu thầm trong mồm: ô, sao lại thế này? Chỉ thấy dưới mặt đất chính giữa gian lều tranh, một thi thể của ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên vũng máu, mình mẩy đầy những vết thương, tình trạng vô cùng khiếp hãi. Trung quanh bàn ghế ngổn ngang có nhiều vết máu bắn vọt lên vách, cho biết nơi đây vừa diễn ra một cuộc xô xát ghê gớm. Thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan đứng ngơ ngác trước cái xác của ông lão tóc bạc. Tiếng kêu lúc nãy là do thiếu nữ bịt mặt phát giác ra cái thi thể của ông lão tóc bạc chính thực Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân, chủ gian lều tranh này. Chợt trong lúc đó, thiếu nữ bịt mặt cũng vừa quay ra, nhận thấy Chí Tôn đang đứng tần ngần trước cửa gian lều tranh, nặng vùng la to: "Lại cũng ngươi đấy à?" Quái bà Tần Phương Lan nghe tiếng hét của thiếu nữ bịt mặt, biết ngay có kẻ đứng ngoài, liền xê mình ra ba bước, chợt cặp mắt sáng ngời tựa chớp nhìn ra coi đó là ai. Bất chợt nhìn Chí Tôn, quái bà giống to lên: "Thằng quỷ sống, tại sao ngươi lại cũng theo bọn ta đến nơi này? Chắc hẳn ngươi không còn muốn sống trên cõi thế gian này nữa à?" Lúc ấy Chí Tôn để cho tâm hồn hoàn toàn đắm chìm trong tình cảnh quá bi đát. Chàng không ngờ từ lâu trên bước giang hồ chàng hết sức kiếm tìm vị thần y này mà không gặp, nay vừa ra tung tích thì phải bị một cái chết thê thảm. Chí Tôn tự nhủ: bình sinh trong cuộc đời của Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân từng nghe đâu là một thánh y giàu lòng nhân ái, đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, chưa hề sinh thủ án với ai. Nhưng tại sao hôm nay lão nhân lại bị hạ sát thê thảm dường này? Phải chăng có điều bí ẩn? Lão nhân chết vì tư thổ hay còn một sự bí ẩn gì khác? Chàng hết sức hoang mang và thắc mắc trong lòng. Một vị đại ân nhân của sư phụ chàng, Cam Lộ Bang chủ Dương Trấn Hoạn, từng ra tay cứu sống thầy chàng và hai vị sư thúc ân chưa trả, giờ lại gặp một cái chết hết sức đau thương. Thuở lão nhân còn sống, chàng đã không thừa cái di trí của sư phụ được, giờ đây chàng phải tìm cho ra kẻ huyết thù, lấy máu rửa hận cho người đã khuất mới được yên vui trốn tiền đại. Chàng mải đuổi theo cảnh tượng chém giết kinh hoàng, đâu còn nghe lọt câu hỏi của quái bà Tần Phương Lan vào tay nữa. Quái bà giận dữ hét to thêm: "Thằng tiểu quỷ, ngươi điếc rồi đấy à? Lời ta hỏi vừa rồi ngươi có nghe rõ chưa?" Chí Tôn giật mình trở về thực tại: "Ngươi vừa hỏi những gì? Ta muốn biết tại sao ngươi còn đuổi theo chúng ta đến tận chốn này. Ngươi phải khai thật nghịch đại, ngươi đừng trách tại sao ta hạ độc thủ đấy." Chí Tôn khinh bỉ đáp: "Chớ có khoe khoang mồm mép, ta hành động theo ý muốn của ta, không hề theo đuổi ai cả. Bọn ngươi đã biết đến đây, ta không thể đến được à?" Quái bà trộn cặp mắt quỷ quái: "Nhưng ta hỏi ngươi, mục đích ngươi đến tìm Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân để làm gì? Ngươi không thể giấu giếm được." Nghe quái bà hỏi, Chí Tôn sực nhớ lúc nãy tại cánh rừng già, hai người có bàn với nhau đến cầu thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân một điều gì đó. Chàng không hiểu mục đích của hai người đến có phải vì vậy mà đem lại hậu quả thảm khốc cho vị thần y trong gian lều này không? Phải chăng vì một bí ẩn nào đó mà Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân bị giết, liên hệ tới việc quái bà và thiếu nữ bịt mặt tới tìm? Nếu có thể rõ cái mục đích khẩn cầu vị thần y của hai người này, rất có thể chàng sẽ khám phá ra tung tích của bàn tay bí mật đã nhúng vào áo của vị đại ân nhân sư phụ chàng. Chí Tôn nghĩ thầm: hay là ta thử hỏi cái ý của lão bà quái gở này và cô gái bịt mặt kia xem sao? Chàng trầm giọng hỏi quái bà: "Trước nhất ta muốn biết hai người đến tìm Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân với dụng ý gì?" Quái bà khàn khàn đáp: "Ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước." Đứng trầm mặt suy tưởng một chập, Chí Tôn nói giọng đầy kích động: "Thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân ngày trước có một ân huệ to tát đối với sư phụ ta. Khi lâm chung, người có dặn ta phải tìm khắp mặt giang hồ đền đáp. Lúc nãy ta nghe hai người bàn bạc với nhau tìm đến khẩn cầu một việc cùng vị thần y này, cho nên ta mới âm thầm theo dõi đến đây. Một là muốn đáp lại ân xưa, hai nữa sợ có điều chẳng lành xảy ra cho vị thần y. Nhưng khi ta sắp đến nơi thì không ngờ..." Quái bà cắt ngang câu nói của Chí Tôn: "Như vậy ngươi đã đến quá muộn rồi." Chí Tôn bỗng sợ hai luồng kỳ quang ngay trước mặt quái bà: "Ta đã đáp xong câu hỏi của ngươi rồi, bây giờ đến lượt các ngươi. Hãy nói rõ cái mục đích đến đây cho ta nghe thử." Quái bà lạnh nhẽo đáp: "Điều này ta không thể báo cho ngươi biết được." Gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn tức thì đổi sắc. Chàng chọn hai kỳ quang: "Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đừng hòng dọa nạt chúng ta vô ích. Nếu ta nhất định không bảo cho ngươi biết cái mục đích của chúng ta thì ngươi định thế nào? Thì ta nhất định tìm một phương cách thật cứng rắn buộc ngươi phải khai rõ cái sự thật hệ trọng của nó." Quái bà giống to: "Thằng quỷ nhỏ, có lẽ ngươi định thử cùng ta mấy đường chiêu này chắc? Vậy ta mời ngươi bước ra ngoài." Chí Tôn cháy phừng phừng lửa giận: "Ngươi làm sao đủ tư cách đấu võ với ta? Đừng khua môi múa lưỡi, cứ dõi theo ta ra ngoài khoảng đất trống kia." Quái bà trực xà mình ra ngoài thì thiếu nữ bịt mặt đã bảo: "Tần Di đừng có nóng nảy làm gì. Chúng ta cứ bảo thật cái mục đích của chúng ta đến đây cho hắn nghe đi, không sao phải sợ cả. Chí Tôn hằn học bảo, nếu hai người không nói rõ cái nguyên nhân việc gặp gỡ Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân cho ta rõ, thì bắt buộc ta cho hai người là những kẻ đã đồng mưu hạ sát vị thần y này. Đồng thời ta sẽ lấy máu trả thù cho người đã khuất, mà những kẻ đầu tiên chính là hai người. Quái bà ngơ ngác. Ngươi định báo thù cho Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân? Chí Tôn quả quyết. Phải đấy, ta nhất định phải lấy máu đền nợ máu. Tại sao ngươi phải báo thù? Lúc nãy ta từng bảo vị thần y này có cái đại ân với sư phụ ta. Quái bà kích động mạnh, thò cả mắt quỷ quái nhìn Chí Tôn một chập lâu, khẽ gật đầu. Được rồi, để ta nói cho ngươi nghe, nhưng ta cần phải nói rõ, không phải vì lời hăm dọa của ngươi mà ta sợ sệt phải bảo thật cái lai ý của mình, mà chỉ vì hành động của ngươi có phần tránh đáng cũng như chúng ta. Ngươi hãy nói mau. Sư phụ chúng ta bảo mang 10 hạt minh châu đến Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân để làm lễ vật, thỉnh cầu một viên linh dược tiếp cốt, vì người đã bị chia lìa thân thổ lâu ngày. Chỉ có vậy thôi, ta chứng minh cho ngươi rõ lời nói của ta là đúng. Vừa nói dứt câu, quái bà thò tả trưởng vào túi lấy ra 10 hạt minh châu sáng dạng khác thường, hạt nào hạt nấy to lớn chưa từng thấy. Cho đến bây giờ Chí Tôn mới tin lời nói của quái bà, sự thật chứng tỏ thiếu nữ bịt mặt tới đây không hề có liên can đến sự thảm sát Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân. Chàng cau mày nghĩ thầm, vậy ta cũng nên bước lại gần khám nghiệm các vết thương xem thân thủ của kẻ bí mật đã ra tay thuộc về môn phái nào. Chí Tôn xe lại gần chỗ bàn ghế ngổn ngang lư trầm vang vãi tứ tông. Biểu tượng vừa rồi đã trải qua một trận đấu ác liệt, dĩ nhiên phần thảm bại về vị thần y lẫn danh ấy. Chàng nhìn khắp thân mình thấy có nhiều vết kiếm đâm chém, máu đã đông thành vũng đen sì. Chàng rõ cuộc lưu huyết đã xảy ra từ lâu. Đột nhiên từ trong góc gian nẻo một vật đỏ trói lóa mắt Chí Tôn. Chàng ồ một tiếng rồi bước lại nhặt lên. Đó là một thiếp màu đỏ to tướng, trên có viết mấy hàng chữ cứng rắn ngoằn ngoèo. Chí Tôn liền đọc ngay. Bản giáo chủ phó thác sứ mệnh cho đường chủ Ngô Bá Thiên của các môn hạ đi theo, cầm thư hiệu này đến thỉnh cầu các hạ sang đạo đường giúp cho bản giáo chủ chức vị lương y. Mong rằng yêu cầu của ta sẽ được mặc nhiên chấp thuận. Âm Ma giáo chủ. Đọc xong mấy dòng chữ trên tấm thiếp đó, bất giác Chí Tôn cháy phừng lửa giận. Một luồng sát khí bốc mờ trên gương mặt chàng hét vang lên. Cũng lại là hành động tàn bạo của bọn âm ma. Bản lệnh chủ thề phải giết sạch bọn ngươi để trả mối huyết cửu này. Theo sự phán đoán của Chí Tôn thì âm ma giáo chủ biên thiếp sai bọn Ngô Bá Thiên cùng một bọn âm ma tới gian lều này mời thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân theo bọn chúng nhận chức lương y. Nhưng rất có thể lão kỳ nhân này một mực từ chối, nên sau đó bọn chúng mới hạ độc thổ. Trước khi chết có lẽ lão nhân đã phải chống cự rất mãnh liệt nên mới diễn ra cảnh tượng này. Lúc bây giờ thiếu nữ bịt mặt cũng đã trở lại gần bên xác chết Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân. Thoáng nhìn Chí Tôn có vẻ lạ lùng về cử chỉ của chẳng không ít. Quái bà Tần Phương Lan sợ xảy ra chuyện bất trắc vội phóng mình vào, đứng bên cạnh quan sát thiếu nữ bịt mặt, luôn dõi cặp mắt chớp ngời tia sáng quái dị sang Chí Tôn để đề phòng sự biến cố có thể xảy ra bất cứ phút nào. Ba người im lặng trước cái xác chết của lão kỷ nhân, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Thời khắc trôi qua trầm lặng vô cùng. Chập lâu đột nhiên quái nữ bịt mặt nhìn quái bà Tần Phương Lan khích động nói: Tần Di ạ, cứ như tấm thiếp vừa rồi, tên hung thủ sát hại thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân chính là lão ác ma Ngô Bá Thiên, một tuyệt thủ của đạo âm ma và cũng là đương kim đàn chủ Phân Đàn Vân Thái nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại giết chết vị thần y này. Quái bà Tần Phương Lan lộ vẻ kinh dị tột độ. Nhưng tại sao quận chúa hiểu rõ lão ác đạo một cách rành mạch như thế? Hiện nay Phân Đàn Vân Thái nằm trên địa hạt nào quận chúa có rõ không? Thiếu nữ bịt mặt đáp: Một sự tình cờ mới đây cho ta biết rõ hành tung lão ác đạo Ngô Bá Thiên. Còn Phân Đàn Vân Thái, theo ta nghe ngóng trên giang hồ thì chúng thiết lập tại vùng Thương Châu cách đây ngoài 50 dặm. Những lời đối đáp qua lại từ nãy giờ giữa thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan không lọt khỏi tai Chí Tôn một tiếng nào. Chàng rất ngạc nhiên về sự lịch duyệt giang hồ của cô gái. Bất giác Chí Tôn nhủ thầm, nếu đã biết sao huyệt của tên ác đạo Ngô Bá Thiên rõ ràng như thế, thì trên đường thẳng đến núi Vu Sơn để dự cuộc tranh ngôi bậc cùng vị cao đổ lão Tây Nhạc Chi chỗ Lăng Di Phong, tưởng ta cũng nên tạt qua thành Thương Châu tìm Phân Đàn Vân Thái giết sạch bọn âm ma này, trả mối huyết thù cho thần y Xanh Hoa Đả, trước đáp một đức ơn sâu cho người, xong nữa hoàn thành lời dặn bảo của sư môn. Quyết định xong xuôi cuộc hành trình, tâm tình của Chí Tôn không còn kích động bi thương như lúc ban đầu nữa. Một luồng sát khí đột biến bốc mở trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng, vành môi dưới mím chặt lại biểu lộ sự căm thù vô tả, tựa hồ như quên hẳn sự có mặt của thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan. lặng câm như chiếc bóng. Chí Tôn cất tấm thiếp để vào mình, rồi lại gần cái xác chết của thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân, bế xốc lên, bồng đem đặt trên tấm thảm bằng gỗ bên góc gian lều. Thiếu nữ bịt mặt vô cùng kinh dị nhìn Chí Tôn bằng hai ánh mắt huyền bí qua lỗ thủng vuông vải đen chầm chập. Nàng không hiểu chàng định làm gì với cái xác chết của vị thần y. Quái bà Tần Phương Lan cũng mang tâm trạng như thế, im lặng theo dõi từng cử chỉ của Chí Tôn. Chí Tôn dường như không hề chú ý đến hai người đang có mặt tại gian lều. Chàng nghiêm chỉnh quỳ thụp dưới linh thể thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân, cất giọng thống thiết. Anh linh của lão tiền bối hiện giờ hẳn không xa, xin chứng cho mấy lời thành nguyện của vãn bối Dương Chí Tôn. Kể từ phút giây này, vãn bối thể sẽ phơi gan trải mật, giết sạch bọn âm ma giáo để trả mối huyết thù mà chúng đã vay hôm nay. Trước lúc tiên sư của vãn bối, trước khi nhắm mắt nỉa bỏ cõi trần, cũng di chúc cho vãn bối tìm lão tiền bối trả cái đại ân xưa. Nhưng không ngờ khi được gặp thì người đã trung mệnh rồi. Vậy ba lại này xin lão tiền bối chứng minh cho lời huyết nguyện của vãn bối trước khi lên đường truy tìm ác đạo. Dứt lời khẩn nguyện, Chí Tôn cúi lại trước linh thể vị thần y ba lạy. Xong xuôi, chẳng đứng lên, trợn mắt nhìn về hướng Thương Châu, giết thận cừu qua hai hàm răng cắn chặt. Âm mà ác đạo, ta thể giết chết bọn ngươi trả mối hận này. Thét giết một câu vừa bi thống vừa giận người đó, Chí Tôn phóng mình ra ngoài tìm đồ dẫn hỏa. Thiếu nữ bịt mặt khích động không ngừng, nàng dõi theo từng cử động của Chí Tôn, hai mắt ngời lên tựa chớp. Chẳng hiểu có phải vì nàng xúc động trước cái nghĩa cử hiếm có trong giang hồ của Chí Tôn, hay còn có một điều gì khác lạ. Chính quái bà Tần Phương Lan cũng hết sức lạ lùng, dường như không ngờ một nhân vật khủng bố lừng danh như chủ nhân Lệnh Xé Xác mà ân oán lại phân minh ngẩn đó. Chẳng bao lâu, Chí Tôn tìm được đồ dẫn hỏa, mang vào chất đống giữa gian lều, lạnh lùng đưa cặp kỳ quang sang thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan, trầm giọng bảo: hiện giờ nhị vị có thể rời khỏi gian lều được rồi. Hai người chợt hiểu ý định của Chí Tôn, đồng lẳng lặng bước ra ngoài, chẳng ai thốt lên một lời nào cả. Họ tự biết dù có ngăn cản Chí Tôn cũng không thể nào được, chàng định hỏa táng vị thần y. Chí Tôn liền phóng lửa đốt gian lều, không mấy chốc đám lửa cuồn cuộn cháy theo, khói bay mù mịt phủ mờ ngọn khê, nơi bao nhiêu năm ẩn trú của một bậc kỳ tài. Thảm thay, một vị thần y tiếng tăm lừng lẫy giang hồ từ bấy lâu nay giờ cam vùi thây giữa đám lửa hồng. Chờ cho ngọn lửa cháy vừa tàn, Chí Tôn quay qua quét cặp mắt sáng rực tựa tinh cầu, nhìn thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan một cái, rồi nhấc mình qua khỏi đám che xanh, đi về hướng thành Tương Châu, chẳng thèm để lại một lời cáo biệt. Hành động của chàng quá bất ngờ, khiến cho hai người không kịp thốt lời ngăn cản. Thiếu nữ bịt mặt sững sờ nhìn theo chiếc bóng ảo mờ như làn khói của Chí Tôn, mãi cho tới khi hút dạng, nàng chợt buông ra một tiếng thở dài, hai quả lệ châu âm thầm chảy xuống má trong vuông lụa đều trùm kín mặt. Thiếu nữ bịt mặt đã khóc, nhưng tại sao nàng khóc nào ai rõ thấu. Có điều cho thấy dường như giữa nàng và Chí Tôn có một sự gì uất hận không thể nói bằng lời, nên để cho chàng đi thì nàng lại khóc. Phải chăng thiếu nữ bịt mặt có một mối tình u uẩn cùng Chí Tôn, nàng vấn vương chẳng lúc ra đi? Quả thật là khó hiểu. Đến như quái bà Tần Phương Lan là người hàng ngày ở bên cạnh thiếu nữ bịt mặt cũng ngơ ngác trước cảnh tượng này. Riêng Chí Tôn ra đi mang theo một ý chí phục thù, trên gương mặt chàng sát khí bốc lên ngùn ngụt, cặp mắt phóng hai tia đỏ trông vô cùng ghê giận. Chàng thi triển một thân pháp huyền ảo, bay như một làn mây nhỏ, có thu ngắn quãng đường dài mù thẳm chân mây. Chí Tôn đi suốt một chiều, và tới khoảng canh tư chẳng mới hạ mình xuống một gốc cổ thụ, ngồi dựa vào đấy dưỡng thần. Được một lát sau, Chí Tôn tỉnh giấc, chẳng lại tiếp tục cuộc hành trình. Trời mờ sáng hôm sau, Chí Tôn đã đến cách thành Tương Châu không đầy 50 dặm về phía nam. Chàng tiến như bay trên ngọn cổ đạo, hai bên có nhiều cổ thụ che rậm mát. Đột ngột chàng nghe có tiếng vó ngựa rào rào từ xa đưa tới. Chí Tôn đi chậm lại chờ đoàn ngựa đến. Trong nháy mắt, toán người kỵ mã vận phục đã đến. Chúng phóng ngựa lướt qua mặt Chí Tôn. Chàng xê lại bên đường, làm như tránh né cho bọn người đi qua. Chợt chàng nghe một người trong bọn nói lọt vào tai: đấy cũng tại lão ta không nghĩ thiệt hơn nên mới nhận lãnh cái hậu quả thảm khốc như thế, chứ nào phải do nơi bọn ta ác độc. Các vị đạo huynh nghĩ xem, với cái chức vị thần y trong bản đạo đã dành cho lão ta một địa vị hết sức cao sang, mà lão ta ngu dốt nhất định từ chối, lại còn buông lời xúc phạm tới giáo chủ, thì hắn nhận lấy một sự hình phạt như thế cũng vừa rồi. Một cao thủ khác trốn lên cởi âm u: ha ha ha, đạo âm ma của chúng ta muốn là phải được, khắp trốn giang hồ này đâu có thể chờ mạng sống của bất cứ một kẻ nào đã có gan mật chống lại mệnh lệnh giáo chủ của chúng ta. Lão ác đạo già mồm mép đó có chết là một việc đã đành. Những lời đối đáp qua lại của bọn cao thủ đang đi phía trước khiến cho Chí Tôn hiểu ngay đó là chúng đạo âm ma đã tới gian nở bên ngọn khê hạ sát vị thần y Xanh Hoa Đả Ngô Tế Nhân. Mà chiều hôm qua thiếu nữ bịt mặt cùng quái bà Tần Phương Lan đã phát giác la thất thanh trước khi chẳng đến nơi. Chí Tôn mong nghiến răng kèn kẹt, lũ ác đạo các ngươi đã tới số cả rồi. Đột nhiên ngọn lửa căm thù cháy phừng trong huyết quản của Chí Tôn, máu nóng sôi lên sùng sục, chẳng nhấc mình lên cao 2 trượng, lẹ như ánh sao bay vượt qua đầu mấy cao thủ đang phóng ngựa, cuốn theo bụi cát mịt mù trên cổ đạo quanh co. Chàng vạch ngửa vòng nhanh tựa chớp rồi đáp xuống, chắn ngang trước mặt 10 mấy tên cao thủ âm ma khoảng ngoài 5 trượng. Chí Tôn đứng sững trên mặt đất, bụi bặm không hay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 23 tiểu thuyết Tàn Chi Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.